Tiên mến chào anh chị, cô chú và các bạn. Ngày hôm nay Tiên sẽ chia sẻ cho mọi người cách làm bánh da lợn ha. Với cái cách này của Tiên chia sẻ thì không hề làm cho các bạn thất vọng đâu. Cái bánh làm ra ăn rất là ngon luôn. Nếu được thì các bạn có thể kinh doanh bán luôn đó. Bánh của mình ha, nó béo, nó thơm, nó mềm và nó có cái độ dai nhất định. Rồi bây giờ các bạn cùng chuẩn bị các nguyên liệu như sau để làm với mình nha. Bánh da lợn thì có hai lớp. Đầu tiên Tiên sẽ làm cái lớp đó dưới ha. Tiên cho vào đây là 50g bột gạo, 250g bột năng nha. Để cho bánh của mình nó ngọt thì Tiên cho vào đây 140g đường nha, 1/3 muỗng cà phê muối. Lá dứa thì Tiên đã xay sẵn, Tiên vắt lấy nước ha. Tiên cho vào đây là 270g nước cốt lá dứa, thêm vào đó là 270g nước cốt dừa. Làm như vậy thì chiếc bánh của mình nó mới béo đó các bạn, và nó cũng thơm mùi lá dứa. Bây giờ Tiên sẽ trộn đều tất cả các hỗn hợp lên ha. Như vậy là Tiên đã hoàn thành xong cái lớp lá dứa rồi đó. À quên, Tiên cho vào đây là một muỗng canh dầu ăn nữa nha, để cho bánh của mình nó bóng. Bây giờ Tiên sẽ trộn đều tất cả các hỗn hợp này lên cho nó tan bột hết nha. Sau đó thì Tiên sẽ lọc qua rây nha các bạn. Tiên sẽ lọc qua rây để cho những cái bột gạo của mình á, nó không tan thì nó cũng tan ra luôn, cũng như là cái bột năng của nó, cho nó hòa trộn với cái lá dứa và nước cốt dừa nha. Như vậy thì Tiên đã hoàn thành xong cái lớp lá dứa rồi, thì Tiên sẽ để sang một bên. Tiếp theo Tiên sẽ làm cái lớp đậu xanh nha. Bánh da lợn thì phải có cái lớp đậu xanh thì ăn nó mới béo, nó mới thơm. Còn nếu mình làm lớp bột không thì ăn nó sẽ không có ngon á các bạn. Tiên cho vào thau đó là 130g bột năng, 20g bột gạo, 140g đường, và không thể thiếu là 350g nước cốt dừa nha. Để cho chiếc bánh của mình nó mặn mà thì Tiên sẽ cho vào đây là nửa muỗng cà phê muối luôn, và một muỗng cà phê dầu ăn nữa. Tất nhiên thì không thể thiếu là vani nha. Tiên cho vào đây là 2 ống vani. Như vậy thì bánh của mình nó thơm lừng cái mùi vani luôn, ăn rất là ngon. Tiên sẽ trộn đều các hỗn hợp này lên cho nó tan ra nha. Bánh da lợn á, nó làm á, tuy là nó cũng hơi cực một xíu nhưng mà bù lại ăn rất là ngon luôn đó các bạn. Bánh này á, mình có thể là đổ mình trong những cái dịp đám giỗ nè, để mình tặng mình biếu cũng rất là ngon luôn. Rồi bây giờ Tiên sẽ chuẩn bị một cối xay sinh tố. Tiên cho cái thau bột mà mình vừa trộn á vào trong cái thau cối xay luôn nè. Tiếp theo á thì Tiên có 100g đậu xanh. Đậu xanh Tiên đã bắt lên Tiên nấu ra đó, nó được nở ra như vậy á, thì bây giờ Tiên cũng cho vào cối xay luôn. Bây giờ Tiên sẽ xay bột cùng với đậu xanh cho nó nhuyễn ra nha. Lúc này thì các bạn xay nó hơi nhuyễn nhuyễn ra nha, xay hơi lâu lâu một xíu để cho cái lớp đậu xanh của mình nó được mịn màng ha. Rồi bây giờ Tiên sẽ đổ trở ngược lại cái thau khi nãy nha. Nếu mà các bạn kỹ á, thì các bạn có thể lọc qua một lần nữa luôn. Như vậy thì Tiên đã xong được hai cái lớp rồi đó, lớp đậu xanh và cái lớp lá dứa. Mình xong cái phần bột thôi. Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị đi đổ bánh nha. Tiên đã bắt sẵn lên nồi nước rồi đó, và Tiên có cái khuôn tròn. Thì đầu tiên á, thì Tiên sẽ cho cái lớp đậu xanh trước nha, ở phía dưới. Bởi vì cái lớp lá dứa á, mà khi nó nhiệt độ nó cao á thì nó sẽ bị dễ sẫm màu lắm. Vì thế mà Tiên sẽ cho cái lớp đậu xanh phía dưới trước tiên. Mình chén đều nó ra hơi mỏng mỏng thôi, rồi mình đậy nắp lại. Mình nấu trong tầm 5 phút thì nó đã chín rồi đó các bạn. Thì các bạn dỡ ra. Tiếp theo thì Tiên sẽ cho vào đây là lớp lá dứa nha. Cái này thì các bạn làm mỏng mỏng thôi, Tiên thấy là mỏng mỏng thì ăn ngon hơn ha. Tùy theo cái khuôn của mình mà mình đổ dày hay mỏng nữa đó các bạn. Nhưng mà theo ý kiến của Tiên thì mình đổ mỏng thôi, tuy nó lâu một chút nhưng mà mình ăn nó ngon ha. Mình làm tương tự như vậy cho nó từng lớp nha, nó vừa gáo cái mặt. Và mình sẽ đổ cái lớp tiếp theo. Mình làm tầm 6 đến 8 lớp là được rồi đó các bạn. Cái này nó cũng nhanh chín lắm. Nếu mà các bạn không đổ vào khay như Tiên á, thì Tiên có thể đổ trong cái khuôn bánh lăng, hay đổ vô cái chén gì cũng được hết ha. Nhà mình có cái gì thì mình làm thêm cái đó. Và đây là lớp cuối cùng là Tiên đổ là lớp đậu xanh đó các bạn. Thành phẩm của Tiên đây, cái bánh của Tiên sau khi Tiên làm được là 6 lớp thì Tiên đã để ra cho nó nguội ha.
cái bánh mình để ra cho nó thiệt nguội thì mình mới lấy ra dễ dàng hơn nha. Bây giờ tôi sẽ cắt cái bánh ra cho các bạn xem nha. Bánh của mình thì nó rất là thơm mùi vani nè, cũng như là thơm mùi lá dứa. Nó có cái độ dai nha các bạn, và nó có cái độ mịn ha, rất là ngon luôn. Nhìn thôi là cũng thấy thèm rồi đó. Bây giờ tôi sẽ cắt ra từng cái miếng vừa ăn nha. Không biết làm sao mà người ta đặt cái bánh này là bánh da lợn ha các bạn, hay là tại nó có cái lớp da, lớp mỡ, nên gọi là cái lớp da lợn ha các bạn. Thì Tiên cũng đang thắc mắc về cái tên đó đó. Tiên hy vọng rằng cái clip mà Tiên chia sẻ trên đây sẽ giúp ích cho các bạn ha, giúp cho các bạn tạo ra những món ăn thật là ngon cho gia đình mình. Tiên chúc các bạn thật nhiều sức khỏe. Nếu video của Tiên chia sẻ hữu ích và mang lại những giá trị cho các bạn thì các bạn nhớ bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ Tiên nha. Tiên cảm ơn anh chị, cô chú và các bạn rất nhiều.